Một câu chuyện ma dành tặng cho những bạn đang ở trọ. Thì câu chuyện này xảy ra vào năm 2013. Thời điểm này thì mình có một thằng bạn đang học đại học năm 3 ở Gò Vấp. Thì bạn mình có mướn một căn phòng trọ tại Gò Vấp luôn. Bạn mình chỉ ở một mình thôi. Và nói sơ về căn phòng này thì nói chung căn phòng này không phải là dạng căn phòng trọ gác lửng bình thường, mà phòng trọ này mọi người cứ hình dung nó là một căn phòng một trệt một lầu. Thì cái gác của nó là gác đúc bằng bê tông, cho nên là nó sẽ có một cái cầu thang đi lên gác, không có gác dài hết. Như thường lệ thì 5 giờ chiều tan học ra thì bạn sẽ bắt xe buýt từ bến xe để mà trở về nhà. Nhưng mà riêng hôm đó bạn cảm thấy trong người rất là mệt, không hiểu vì sao, giống như là bạn bị cảm nắng hay gì đó, thì bạn thấy trong người rất là uể oải, rất là mệt và đuối sức, cho nên là không có muốn nấu ăn hay không muốn làm gì hết á. Mỗi chiều về thì bạn vừa nấu ăn, giặt đồ, rồi vừa trò chuyện điện thoại với mẹ bạn đó và một người gì bạn đó ở nước ngoài. Và không hiểu tại sao thì từ lúc đi từ bến xe buýt về phòng á, thì lúc nào bạn cũng cảm thấy á nha, là phía sau ót của bạn cảm giác rất là lạnh, rất là kiểu như là ớn ớn trong người á, phía sau ót nó khá là lạnh. Lúc giặt đồ cũng vậy và lúc nấu ăn cũng vậy luôn. Thì mẹ bạn này cũng trấn an, nói là chắc không sao đâu, chắc là do học mệt quá rồi bị kiệt sức đó. Chắc tối đó bạn này cũng tranh thủ ăn uống rồi lên phòng ngủ sớm. Và nói chung là hôm đó thì nó không thể nào ngủ được, tại vì trong người nó mệt nhưng mà nó không ngủ được, không hiểu tại sao. Thì cứ nằm chập chờn vậy thôi. Nói sơ một tí về chỗ ngủ của bạn này á, thì bạn này sẽ ngủ trên lầu, cái chân của bạn này sẽ hướng về cái cầu thang đi xuống dưới, và đầu của bạn này thì hướng về vách tường ha. Thì sát bên bạn này thì có một cái gương nhỏ, ngày nào bạn nó cũng đóng úp cái gương lại hết á, nhưng mà riêng hôm đó thì do là bạn mệt cho nên bạn cũng không có nhớ cái chuyện mà mình úp cái gương xuống nữa. Thì lúc đó khoảng 11 giờ mấy á, thì bạn này vẫn trằn trọc không ngủ được nhưng mà vẫn ráng nhắm mắt để mà ngủ nha. Thì lúc mà trong cái lúc mà bạn lim dim lờ mờ á, thì bạn có nhìn thẳng về cái phía cầu thang á mọi người, thì bạn thấy rõ ràng luôn có một người phụ nữ trên tay đang ẵm một đứa con nít. Mà mọi người hiểu khung cảnh đó không? Cái phòng á thì bạn tắt hết đèn, bạn chỉ mở duy nhất một cái đèn phía ở trên cái cầu thang á, là cái đèn đó nó sẽ rọi thẳng xuống từ cầu thang mà rọi thẳng xuống tầng dưới luôn. Có nghĩa là mình đứng trên cầu thang mình sẽ thấy được ở dưới luôn á. Nhưng mà đèn này là dạng đèn cà na, nó cũng tối, nó cũng mờ thôi, nó không có rõ. Thì trong cái ánh sáng mờ ảo đó thì bạn thấy chỗ cái cầu thang có một người phụ nữ đứng ẵm con. Nó khẳng định lúc này không phải là mơ, tại vì nó chưa có ngủ. Tại vì nó chỉ lim dim, nó hí hí mắt và nó thấy như vậy đó. Cái người phụ nữ này đứng xoay lưng về hướng bạn và nhìn thẳng xuống cầu thang á. Bên tay trái á thì ẵm một đứa con nít mà bạn nguyên một cái bộ đầm màu trắng, dài, tóc rất là dài luôn. Thì bạn mới nghe văng vẳng ở bên tai á, cái người này có nói là xích qua. Bạn hiểu trong đầu nha, và bạn nghe văng vẳng bên tai á là cái người phụ nữ này muốn nói với bạn là xích qua cho tao nằm giới. Bởi vì á, khi mà trong đầu bạn vừa có ý thức là cái người đó nói với bạn như vậy, thì bạn vừa thấy cái tay của người đó đẩy ra phía sau vậy nè, lẩy ra phía sau, có nghĩa là muốn bạn nằm xích qua để người đó nằm kế với. Mà nó nói là nó hoảng sợ tột cùng luôn và nó chỉ biết niệm Phật thôi. Lúc này thì cơ thể cứng đờ luôn, chỉ có thể là nhắm mắt và niệm Phật thôi. Lúc đầu thì bạn niệm Phật nhỏ nha, bạn niệm Phật trong lòng á, thì bạn mở mắt bạn vẫn thấy cái người đó đứng ở đó. Rồi từ từ cái ý thức của bạn nó dần lớn lên và bạn niệm Phật càng ngày càng lớn lên á, thì khoảng nửa tiếng sau á, bạn mở mắt ra thì người đó đã mất tiêu. Thì lúc này nó cũng ráng nằm để mà ngủ, tranh thủ tới sáng thì nó sẽ về quê liền và nói cái câu chuyện này cho mẹ nó liền, tại vì nó thấy không ổn rồi, trong phòng đã có những dấu hiệu bất thường rồi. Thành thử ra là cái đêm đó chỉ chợp mắt cho qua đêm thôi, chứ thật Thank you.